thiêu sống cô gái. Ngày xưa, có một cô gái tên là Rota, rất hay làm. Mùa xuân, khi đàn chim én bay đến sớm, hy vọng tìm nơi ấm áp trú ngụ, Rota thường đưa chúng vào lồng ủ ấm, chăm bẵm. Mùa lạnh qua đi, nàng lại thả chúng về trời. Mùa xuân, khi đàn chim én bay đến sớm, hy vọng tìm nơi ấm áp trú ngụ, Rota thường đưa chúng vào lồng ủ ấm, chăm bẵm. Mùa lạnh qua đi, nàng lại thả chúng về trời. Chúng tôi thật may mắn vì đã được nàng ủ ấm trong những ngày lạnh giá. Nàng thật tốt bụng. Nàng cần điều gì xin hãy nói với chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đền đáp ân huệ của nàng. Cảm ơn các bạn chim nhỏ bé đáng yêu nha. Ta chỉ muốn có thêm thật nhiều loại giống hoa từ những miền xa lạ. Chim hãy mang về cho ta nha. Chúng tôi sẽ đem những hạt giống hoa lạ và đẹp nhất khi trở về. Nàng hãy đợi nha. Thời gian cứ thế trôi đi. Khi đàn én cất cánh bay về phương Nam, cũng là lúc mùa đông giá lạnh kéo đến. Tuyết rơi dày đến nỗi chẳng cây cổ thụ nào có thể giữ nổi những chiếc lá. Lạ kỳ thay, chỉ có vườn hoa nhà Rota vẫn khoe sắc rực rỡ. Những bông hoa được nảy mầm từ những hạt giống của chim én gửi lại cho Rota từ vụ mùa trước. Wow, thật không thể tin nổi. Thời tiết khắc nghiệt vậy mà vẫn còn những bông hoa đẹp như thế này. Tôi nghe đồn phải tận mắt tới đây xem sao. Không ngờ quá đúng như lời đồn. Những bông hoa dường như càng rực rỡ dưới thời tiết khắc nghiệt thì phải. Cô gái, làm thế nào cô có thể trồng những bông hoa khác lạ so với mọi người như vậy? Chào bác. Chỉ là cháu có được những giống hoa từ nhiều vùng miền xa lạ thôi ạ. Mà công sức đó đều nhờ vào những bạn chim nhỏ đáng yêu đó. Quả là tuyệt quá ha. Tôi rất thích những bông hoa này. Tôi muốn mua chúng. Cô có thể bán cho tôi một bó thật lớn được không? Dạ tất nhiên là được ạ. Bác đợi một lúc nha. Cảm ơn cô gái. Chà chà, hôm nay hoa vẫn đẹp quá à. Bán cho tôi một bó nào. Cho tôi hai bó nha cô Rota. Quả là hoa của nhà con bé Rota đẹp thật. Mình ngắm cũng không thấy chán. Rõ ràng nhà mình cũng mang về đủ loại hạt giống và cây non. Nhưng tại sao không có loại hoa giống nào như của Rota? Con bé đó kiếm ở đâu ra những loại hoa khác biệt và đẹp thế ta? Hay là mình phải săn nịnh nó, để lại vườn hoa đó cho nhà mình mới được? Này Rota, cô việc gì ngày ngày bán từng bông hoa cho khổ? Chỉ cần cô đồng ý nhượng lại cho tôi vườn hoa này, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi chỉ bán hoa cho những người yêu mến hoa mà thôi, thưa bà. Bà không yêu mến hoa thì bà sẽ không chăm sóc tốt cho chúng được đâu. Hóa ra ý cô nói ta là người không ra gì hả? Tôi không có ý đó. Chỉ là bà không chăm hoa tốt được. Bà thấy đó, vườn hoa nhà bà không thể tốt tươi được mà. Nếu tôi giao vườn hoa của tôi lại cho bà thì chẳng khác gì tôi vứt bỏ cả vườn hoa xinh đẹp của tôi. Được, mày giỏi lắm. Thế thì ta nói cho biết, nếu không bán vườn hoa này á thì ta sẽ phá nát chỗ hoa này. Kể cả có như vậy. Mẹ cứ nghĩ mãi chuyện ngày hôm qua. Nếu như con cứ nhất quyết không chịu bán mảnh vườn này cho bà điền chủ,
nhất định họ sẽ không để yên cho con được đâu con ơi. Mẹ à, mụ ta muốn mua vườn hoa nhà mình vì nó là thứ duy nhất ở vùng này, chứ không phải vì mụ ta yêu thích hoa đâu. Mụ ta là người tham lam, giả tâm, con không thể đưa những bông hoa của mình cho mụ ta được. Nhưng mà lâu nay nhà điền chủ vốn nổi tiếng là ghê gớm nhất vùng, mẹ chỉ e họ sẽ không để yên cho con. Không sao đâu mà mẹ, mẹ đừng quá lo lắng. Mày đâu, trói nó lại cho ta. Cô ta ngày đêm trò chuyện với lũ chim xa lạ từ phương xa tới. Như thế chỉ có thể là phù thủy thôi. Phù thủy thì mới trò chuyện được với lũ chim chứ. Cô ta chính là phù thủy á. Dẫn nó đây ngay. Thật là vớ vẩn. Buông tôi ra, buông tôi ra. Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Mau thả con gái của tôi ra. Thả nó ra đi mà. Mẹ, mẹ. Trời ơi, hãy thả con gái của tôi ra đi mà. Rota đáng thương của mẹ à. Rota, con ơi. Ngày hôm sau, Rota bị đưa ra giàn thiêu ngoài trời từ buổi sáng sớm. Xung quanh dân làng tập trung rất đông, ai cũng lo lắng, thương xót cho Rota đáng thương. Cô ta đã dùng phép thuật tà ma, như mọi người đã thấy đấy. Cả làng ta không ai trồng được các loại hoa giống như cô ta. Đã thấy hoa còn rất đẹp và rực rỡ, dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào. Đó chỉ có thể là phép thuật của phù thủy mà thôi. Phải tiêu diệt nó, để không sẽ có ngày nó làm hại cả làng ta. Ta ban cho cô ta tội chết chính là để tránh họa cho dân làng. Không phải mà, con của tôi không phải là phù thủy, nó chẳng có tội gì hết. Rota, xuống đây với mẹ đi con ơi. Con có tội tình gì chứ? Thả con của tôi ra. Thả con của tôi ra đi mà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Các người còn nhìn cái gì nữa? Không mau kéo mụ ta ra, không ta cho thiêu cả hai mẹ con luôn bây giờ. Thật oan ức, ai cứu con gái của tôi với. Rota, Rota. Một thời gian sau. Thời gian trôi qua, đàn chim ríu rít trở về, cũng là khi mùa xuân đến. Cây cối đâm chồi, nảy lọc, mặt trời ấm áp lan tỏa khắp nơi. Nhưng vườn hoa nhà Rota giờ chỉ còn là một khoảng đất trống. Mẹ của Rota chỉ biết thẫn thờ nhìn vườn hoa và thương nhớ con gái đáng thương của mình. Trời ơi, chuyện gì thế này? Hoa đâu hết rồi? Còn Rota, con gái tốt bụng của chúng ta đâu? Rota ơi, con gái tốt bụng ơi! Chúng cháu là bạn của Rota. Bác là mẹ của Rota đúng không ạ? Đã có chuyện gì xảy ra với khu vườn thế ạ? Còn Rota đâu? Cô ấy đâu rồi thưa bác? Đúng vậy, nhưng Rota, Rota không còn trên cõi đời này nữa rồi. Hả? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra khi chúng cháu không có ở đây vậy? Bác kể cho chúng cháu nghe được không ạ? Chuyện vô cùng đau xót các bạn chim à. Mẹ Rota đã kể lại hết mọi chuyện cho những chú chim nghe. Đến vườn hoa mà mụ ta cũng cướp trắng trợn như vậy, thật là quá đáng. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ phải làm gì đó cho Rota đáng thương. Không thể để Rota tốt bụng chết một cách oan uổng và đáng thương như vậy. Thế mà bọn họ đã vu oan cho Rota là phù thủy, dùng tà phép. Rota đáng thương của mẹ. Chúng cháu đã hứa với Rota sẽ mang những hạt giống mới lạ ở khắp nơi về. Nhưng Rota tội nghiệp đã không còn. Bác hãy nhận chỗ hạt giống này và chăm sóc cho chúng thật tốt nha. Bác đừng buồn nữa, chúng cháu sẽ tìm cách rửa oan cho Rota. Bác hãy gieo mầm và chăm sóc những hạt giống này thật tốt là được. Hả? Cái gì? Điều gì đã xảy ra thế? Tại sao lại thế này? Người đâu? Sao ta đã gieo hạt giống từ lâu mà chưa thấy nảy mầm vậy hả?
thưa bà, chỗ hạt giống này gieo ở mảnh vườn khác thì lên rất tốt tươi, còn ở mảnh vườn nhà cô Rota, những hạt giống lại héo rũ và không nảy mầm được ạ. Sau khi con bé Rota bị trần trị thì mảnh vườn này không thể trồng trọt được gì nữa. Thật là vô lý. Không lẽ có điều gì đó, phép thuật đã thực sự xảy ra trên mảnh vườn này? Thôi đi về, tính sao đi. Đau quá, trời ơi. Trời ơi, đau quá, đau quá. Lũ chim chết tiệt từ đâu ra thế này? Cứu ta với, cứu ta với. Đau quá, đau quá. Người tha cho ta. Từ đây ta sẽ không bao giờ quay lại mảnh vườn chết tiệt này nữa. Nói về mẹ của nàng Rota, từ khi nhận được những hạt giống của những chú chim trao cho, bà đã âm thầm mang ra mảnh vườn và gieo chúng xuống đất. Chẳng bao lâu, những hạt giống ấy đã nảy mầm, vươn dài trong gió. Những cây non lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đơm bông, nở hoa rực rỡ. Cả vườn lại bừng sáng như thuở nào Rota còn sống. Dạ, lâu lắm rồi từ ngày Rota ra đi, ta mới lại được ngắm những bông hoa xinh đẹp rực rỡ như thế này. Hẳn trên thiên đường, Rota sẽ rất hạnh phúc khi biết vườn nhà lại nở hoa. Những bông hoa tươi xinh đẹp đẽ, trông sáng như tâm hồn của con gái mẹ vậy. Được ngắm hoa, ta cảm thấy thật ấm áp, như Rota đang ở bên cạnh vậy. Vậy là những hạt giống hoa do đàn én mang về, được mẹ Rota gieo trồng. Chẳng mấy chốc, chúng nở những bông hoa tươi thắm như cặp má hồng hào của Rota. Những bông hoa đó chính là phương thuốc thần diệu giúp mẹ Rota trị vết thương nơi cõi lòng. Về sau, người ta gọi loài hoa ấy là hoa phụng tiên. Và kể từ đó, hễ người nào bị nổi cây đắng dày vò, người mẹ của Rota đều đem phân phát cho họ. Chẳng bao lâu, trên khắp cửa sổ những gia đình nghèo đều nở những bông hoa phụng tiên. Ám sát công chúa. Ngày xưa, ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một chàng gù bất hạnh, sống đơn độc, không cha, không mẹ, không người thân thích, cũng chẳng ai coi chàng là bạn. Quanh năm suốt tháng, chàng chỉ thui thủi làm công việc quét chợ. Vì chàng bị gù, nên người ta gọi chàng với cái tên là chàng gù. Tên gù, nhà ngươi bị mù à? Có biết hàng hóa của ta bao nhiêu tiền không? Dạ, xin lỗi, ta không cố ý. Gặp phải tên gù lầm lì như ngươi đúng là đen đủi. Tránh ra đi. Cái tài bẩn thỉu của ngươi đụng vào hàng hóa của ta thì còn bán được cho ai nữa chứ? Có thấy được mặt trời không hả chàng gù? Có khi hắn còn không biết đến cả việc mặt trời mọc ở đằng nào ấy chứ. Toàn một lũ xấu xa. Hay, 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 hay lắm. Sữa nóng, anh dùng đi cho đỡ lạnh. Tôi không cần cô thương hại đâu. Hay quá, hay quá. Đồng ý đi cô gái. Hôn đi, hôn đi. Trong họ thật là hạnh phúc. Đời này làm gì có thứ gì đẹp đẽ. Tình yêu ư? Phù phiếm. Cậu chúa quăng hết các người vào địa ngục đi. Cô nhìn cái gì vậy? Tôi nói không đúng ư? Tôi chỉ muốn mang cho anh cốc sữa dê nóng thôi. Anh có thể dùng nó đó. Không cần, làm ơn đi cho. Hả? Ôi, đừng, cái chuồng đó là của tôi. Cái của nợ này là của cô hả? Vâng. Mau cầm lấy nó đi. Tại sao anh ta cứ nói năng cộc lốc và lạnh lùng thế nhỉ? Điều đó chỉ càng xa lánh mọi người hơn thôi. Trong kìa, thằng cu và con bé chăn dê kìa, hai đứa bẩn thỉu nghèo hèn đấy, có vẻ hợp nhau đó. Ai thèm yêu cái tên gù xấu xí đó chứ. Đã thế còn kiêu kỳ khinh người. Hắn là kẻ không có trái tim mà. Trong mắt hắn làm gì có thứ gì tốt đẹp để mà yêu với thương. Chàng gù thường bị người đời xem thường, xa lánh. Và chính bản thân chàng cũng luôn tìm cách xa lánh mọi người. Cứ thế, chàng sống với những suy nghĩ bi quan, coi mọi thứ đều xấu xa.
người ta cũng không bao giờ thấy chàng ngẩng cao đầu lên nhìn ai. Cho tới một ngày, vương quốc đón nhận nàng công chúa từ nơi xa trở về. Đau ơi, từ bé đến lớn tôi chưa từng thấy cô gái nào có vẻ đẹp toàn mỹ như công chúa. Hào, tuyệt vời, nàng đúng là một tuyệt phẩm. Công chúa đi đến đâu đều nở nụ cười ấm áp trao cho mọi người. Ai cũng mong ngóng được ngắm nhìn nàng công chúa Rhoda. Riêng chàng Gù chẳng thèm để ý, cũng chẳng cúi chào nàng. Tên Gù to gan, thấy công chúa đi ngang qua mà ngươi không cúi chào sao? Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Hả, tên Gù xấu xí kia. Công chúa từ nơi xa trở về, ai cũng mong đợi được diện kiến nàng. Vậy mà ngươi ngang ngược, không thèm chào đón. Ta cho ngươi một trận để ngươi biết thân biết phận. Dừng tay, không được đánh người tùy tiện. Xin công chúa cẩn thận. Hắn là tên quét chợ bẩn thỉu, không đáng để công chúa quan tâm đâu ạ. Ta là công chúa Rhoda, anh hãy mau đứng dậy đi. Lần đầu tiên trong đời, chàng Gù được nghe những lời tử tế dành cho mình. Lời đó lại được nói ra bởi công chúa xinh đẹp. Chàng càng bất ngờ hơn khi nhận được nụ cười hiền hậu mà công chúa ban tặng cho mình. Nụ cười ấy như ánh nắng tỏa xuống sưởi ấm con người cô độc, thô thiển của chàng. Đây là những chiếc bánh chính tay ta làm, anh hãy mau cầm lấy đi. Hãy cầm lấy đi, đừng ngại mà. Trời ơi, tên Gù, chẳng ai được như hắn cả. Kẻ xấu xí thô thiển lại được công chúa quan tâm đặc biệt, thật là phước lành cho hắn mà. Nàng cô đa thật thánh thiện và nhân hậu. Điều gì kỳ lạ đang diễn ra trong con người ta thế này? Trái tim ta dường như đang nhảy loạn lên, như có thứ gì đó đang cháy trong lồng ngực của ta vậy. Chỉ sau khoảnh khắc ấy, chàng Gù dường như đã thay đổi. Ôi, hoa đẹp quá, nhìn rực rỡ và tươi tắn, cũng giống như nàng ấy. Ta lại sao thế này? Ngươi là ai? Sao lại giống ta như thế? Tôi chính là con tim của anh đây. Là con tim của ta ư? Đúng vậy, tôi sẽ giúp anh giải đáp những thắc mắc trong anh lúc này. Trái tim của ta ư? Mì chỉ là kẻ bất hạnh, lúc nào cũng u tối như màn đêm, thì sao có thể giải đáp được gì cho ta chứ? Không, tôi đang cảm thấy đời thật vui. Bởi lẽ lúc này tôi mới hiểu cái gì đã khiến hoa phải nở, cái gì dục giả chim phải hót. Tôi hiểu rằng cái gì đã mở cặp mắt và tai nghe của anh. Anh bỗng thấy mọi thứ xung quanh trở nên tươi đẹp, có phải vậy không? Đúng là như vậy. Nhưng cái gì đã khiến ta thay đổi? Tại sao từ lúc gặp công chúa Rhoda, lòng ngực của ta lúc nào cũng như lửa đốt? Tại sao mới lại đập mạnh đến vậy hả? Trái tim của ta chưa bao giờ ta thấy ta như vậy hết. Đó là tình yêu. Tình yêu vừa dịu dàng vừa khắc nghiệt, vừa êm đềm vừa sóng gió, vừa ấm áp vừa dữ dội. Chính vì anh đang yêu đó, anh đã yêu công chúa Rhoda mất rồi. Hả? Yêu công chúa Rhoda ư? Người trêu đùa ta sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Ta mà dám cả gan phải lòng công chúa Rhoda ư? Ai có thể ngăn cấm anh yêu công chúa Rhoda đâu. Nếu anh muốn, hãy cứ đến ngắm nàng mỗi ngày. Tình yêu đang đến với anh, hãy nắm giữ lấy nó. Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì thế này? Những suy nghĩ này thật là phạm thượng. Mình sẽ bị xử tử khi dám động lòng với công chúa. Nhưng trái tim của ta nói đúng, ai có thể ngăn cấm ta yêu công chúa Rhoda chứ? Tình yêu đâu có tội lỗi gì. Kể từ đó, ngày lại ngày, chàng Gù đến vườn hoa cung điện để được ngắm nhìn nàng công chúa Rhoda. Mỗi lần thấy nàng ấy xuất hiện, chàng lại cúi đầu chào lịch thiệp. Và lần nào nàng cũng nở nụ cười tươi tắn ấm áp, khiến chàng Gù càng nghe dại, đắm chìm trong tình yêu đơn phương của mình.
Rota xinh đẹp, nàng là người con gái đẹp nhất trên đời này. Ánh mắt nàng, đôi môi nàng như làn gió mơn man, như hơi nắng ấm áp lan tỏa. Nàng đã sưởi ấm đời ta. Chàng Gù thấy cuộc đời này trở nên thật tươi đẹp, đáng yêu biết bao. Kể từ ngày nhận ra tình yêu của mình dành cho Rota, chàng suốt ngày chỉ hát về nàng. Nàng Rota luôn dành cho ta nụ cười ấm áp. Có lẽ nàng cũng có tình cảm đặc biệt với ta. Nếu không thấy, làm sao nàng có thể nhận ra ta giữa bao nhiêu người? Cái gì? Người nghĩ thế nào mà đòi cưới công chúa Rota? Thật là một ý tưởng điên rồ. Rota xinh đẹp của cả vương quốc này sinh ra không phải dành cho ngươi, nghe rõ chưa hả tên gù? Thưa bệ hạ, thần nghĩ tên gù này đầu óc không bình thường. Bệ hạ cứ ra lệnh giết hắn đi là xong. Hắn chỉ mang tội yêu nên ta tạm thời không giết. Nếu còn tái phạm nhất quyết không tha. Lôi hắn ra đánh một trận rồi đem thị uy trước dân chúng để răn đe đi. Thần yêu Rota thật lòng, nàng ấy cũng yêu thương thần. Xin đức vua hãy xem xét. Hắn có bị mê sảng không vậy? Thật là điên rồ. Một kẻ to gan không biết trời cao đất dày là gì, không biết mình là ai, sao dám vào đây xin cưới công chúa Rota? Chàng Gù á, cảm ơn cô đã cứu tôi. Vào một buổi sáng, trở lại cung điện sau bao ngày dưỡng thương, chàng Gù bỗng thấy thành phố được trang hoàng lộng lẫy, phố xá đông nghẹt những người. Người nào cũng mang nhạc cụ trên tay với khuôn mặt vui tươi hớn hở. Nè cô bé chàng dê, sao cô không tự sắm cho mình một món nhạc cụ mà lại cầm cái chuông chăn gia súc cũ kỹ kia để chào mừng sự kiện trọng đại này? Hey, thật là quê mùa mà. Cô gái chàng dê, hôm nay đang diễn ra lễ hội trọng đại gì hay sao? Vì sao phố xá lại đông người thế này? Để đón mừng ai sao? Anh thật sự không biết gì à? Không, suốt cuộc là sắp xảy ra chuyện gì? Nhưng nếu anh biết điều này, hẳn anh sẽ rất buồn đấy. Sao lại thế? Cô hãy nói tôi biết đi. Thực ra hôm nay là ngày trọng đại của công chúa Rota. Công chúa của chúng ta sẽ đi lấy chồng. Gì cơ? Không được, không thể được. Tốt nhất nhà ngươi hãy rời khỏi đây đi, tên gù xấu xí ạ. À, một lần bị thị uy còn chưa chừa sao tên gù. Cả cô nữa, cô nên về tìm cho mình một món nhạc cụ ra hồn đi, rồi hãy đến đây đón mừng lễ cưới của công chúa. Không, Rota là của ta, của ta. Khi ấy, đám cưới của nàng công chúa Rota xinh đẹp với chàng hoàng tử xứ lạ đang diễn ra tưng bừng. Dân chúng hoan hỷ đón chào họ. Rota, Rota, Rota xinh đẹp. Rota, Rota, Rota xinh đẹp. Rota, Rota, Rota xinh đẹp. Cặp trai tài gái sắc ấy đang ban phát cho đám thần dân của họ những nụ cười ấm áp. Rota, em là của ta cơ mà. Hãy tống cổ kẻ lạ mặt này đi và hãy theo ta. Ta xin em. Đuổi ngay tên điên rồ ấy đi. Hắn phá hỏng mất buổi lễ bây giờ. Thả ta ra. Ta đã tìm được người ta yêu. Thả ta ra. Rota là của ta. Rota. Ôi trời ơi, không. Ôi trời ơi, thằng gù điên loạn mất rồi. Mau bắt lấy nó đi. Ngọn lửa tình yêu đã khiến chàng gù dần trở nên mù quáng, mất hết lý trí. Rota là của ta, của ta. Mọi người đang đau buồn trước sự việc bất ngờ, và càng bất ngờ hơn khi từ mặt đất nơi nàng công chúa Rota gục xuống, bỗng nhiên mọc lên một cây hoa rực rỡ, có những cánh hoa nhỏ màu đỏ lửa tỏa hương thơm. Nhưng nếu ai cố tình chạm vào nó thì sẽ bị những cái gai sắc như mũi dao đâm vào tay đau nhói. Ngay cả người chồng sắp cưới của nàng sờ vào cũng bị gai đâm chảy máu. Đó như là lời nguyền ích kỷ trong tình yêu của chàng gù. Rota chỉ dành cho chàng mà thôi. Sau khi gây tai họa,
chàng gù phải lưu đày lên một vùng núi hẻo lánh. Kéo theo sau là những cơn mưa đá và những lời nguyền rủa. Từ đó không ai thấy chàng gù nữa. Mãi đến mùa xuân năm sau, cô gái chăn dê nhỏ nhắn trong lúc đi tìm chú dê con bị lạc bầy đã tình cờ phát hiện dưới chân núi một viên đá hình trái tim sáng lấp lánh. Là chàng, phải không chàng gù? Người ta nói chàng đã chết khô trong rừng. Những kẻ đơn độc không có được tình yêu như tôi mà chàng được kết cục thành như thế này sao? Cô gái chăn dê bỗng nhớ tới chàng gù bất hạnh đã chết vì tình yêu điên dại. Cô khóc nức nở vì cô cũng là kẻ đơn độc không được yêu. Và như có phép lạ, những giọt nước mắt của cô gái nhỏ xuống nơi chàng gù đã nằm xuống, khiến nơi ấy đã mọc lên khóm hoa màu trắng có bông giống như chiếc chuông nhỏ, và bông hoa luôn cúi xuống đất, cũng giống như là chàng gù chẳng bao giờ dám ngẩng lên nhìn ai. Sau này, nhiều người đã đem những bông hoa đó vào trồng trong vườn và gọi đó là hoa lan chuông. Loài hoa gợi nhớ tới tình yêu ngang trái của những kẻ cô độc nhất thế gian. Ngủ ngoài rừng. Ngày xưa, có một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng mẹ mất sớm, cô phải ở với dì ghẻ và làm lụng vất vả suốt ngày. Ta khát nước quá, có thể cho ta xin một chút nước uống được không? Dạ vâng ạ, bà đợi cháu một lát, cháu sẽ lấy nước cho bà. Nước của bà đây ạ. Bà có đói không? Cháu vừa làm bánh xong, bánh còn nóng hổi, bà ăn một chút bánh cho ấm bụng nhé. Ôi cô gái tốt bụng, vậy thì hãy cho ta xin một lát bánh nha. Cô gái rất hiền lành và tốt bụng, nhưng bà dì ghẻ và cô con gái của bà ta thì vô cùng độc ác. Mẹ con bà ta luôn kiếm cớ để hành hạ cô gái. Thân ngươi còn chưa lo được mà còn đi lo cho người khác à? Đây là 5kg lông vũ, hãy đem tước hết tơ lông ra cho sạch sẽ. Nếu tối nay làm không xong thì một trận đòn sẽ chờ ngươi đấy. Trời ơi, làm sao có thể tước hết 5kg lông vũ trong một đêm được cơ chứ? Phen này chắc là lại bị đòn nữa rồi. Đừng lo cô gái, ta sẽ giúp con. Đêm nay con cứ đi ngủ đi, sáng mai chỗ lông này sẽ được tước hết, hãy tin ta. Bà sẽ giúp cho cháu ư? Bằng cách nào ạ? Ta không thể nói dối con được, cứ để ta giúp con. Trời ơi, đúng là chỗ lông vũ đã được tước sạch rồi nè. Vậy là bà cụ ấy hẳn là một bà tiên rồi. Hả? Trời ơi, đã hoàn thành rồi sao? Mẹ, cô ta đã làm thế nào mà nhanh như thế? Làm xong rồi thì ta giao cho việc khác. Từ giờ tới sáng ngày mai, ngươi phải tắt cạn chiếc ao trước cửa nhà cho ta. Thưa gì, ao rộng và đầy ắp nước như thế, làm sao một mình con có thể? Nếu không thể làm được thì đừng có trách ta ác. Làm sao ta có thể tắt cạn cái ao này trong đêm nay được chứ? Đừng lo, ta sẽ giúp cho con, cô gái tốt bụng ạ. Bà là bà tiên hôm trước đây mà, con cảm ơn bà ạ. Ôi, quả thật là bà lão đã nói đúng, không còn một giọt nước nào. Tại sao nó có thể tắc cạn cái ao trong một ngày đêm được chứ? Thế này thì ta cần phải giao việc gì đó khó hơn mới được. Đừng có vội đắc ý, ta có việc này giao cho ngươi đây. Từ giờ tới ngày mai, hãy xây cho ta một tòa lâu đài. Nếu sáng mai thức giấc, ta không thấy nơi đây một lâu đài nguy nga lộng lẫy, thì hình phạt dành cho ngươi sẽ vô cùng đau đớn, nghe rõ chưa? Thưa gì, con không thể nào làm được việc đó đâu ạ. Không làm thì ta sẽ nhốt ngươi vào hầm và cho nhịn đói tới khi chết thì thôi. Đừng lo, ta tới giúp con rồi đây. Bà tiên ơi, sao bà tốt với con thế ạ? Con là một cô gái nhân hậu, hiền lành và rất tốt bụng.
nhưng hoàn cảnh lại đáng thương, ta không thể để mặc con phải chịu thiệt thòi được. Ôi, một tòa lâu đài thật tráng lệ, đẹp quá. Tốt, ngươi làm tốt lắm. Vậy là từ đó, mẹ con mụ dì ghẻ được sống sung sướng trong tòa lâu đài lộng lẫy. Còn cô gái thì vẫn làm đủ việc để hầu hạ hai mẹ con. Ôi, khổ thân dê con, chỉ vì bận việc nhà mà ta không để ý, để em bị ngã đau chân như thế này. Một hôm, có một chàng hoàng tử đi ngang qua tòa lâu đài của cô gái. Chàng ngẩn ngơ khi nhìn thấy vẻ xinh đẹp, dịu dàng của cô gái thì đem lòng yêu mến. Chàng đã bước tới và làm quen với cô gái. Ít lâu sau, hoàng tử cầu hôn cô. Cô gái gật đầu đồng ý làm vợ của chàng. Giờ thì ta phải về cung điện để xin phép vua cha tổ chức lễ cưới cho chúng ta. Nàng hãy chờ ta quay trở lại đón nàng về cung nha. Vâng, thiếp sẽ đợi chàng. Thiếp vừa hôn lên má trái của chàng. Chàng hãy luôn giữ nụ hôn này nhé. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng. Nếu không, chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Ta nhớ rồi, nàng hãy đợi ta. Chuyện cô gái gặp hoàng tử và được chàng cầu hôn không qua khỏi mắt hai mẹ con mụ dì ghẻ. Mụ dì ghẻ tức điên khi biết cô gái sắp được trở thành vợ của hoàng tử, trong khi lẽ ra vị trí đó phải thuộc về con gái của mụ ta. Trên đường trở về cung điện, hoàng tử đã dừng chân bên một con suối. Thấy hơi mệt nên chàng nằm trên bãi cỏ mà ngủ một giấc. Chàng không hề biết trong suốt quãng đường đi của mình có một người đã lén đi theo sau. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng, nếu không chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Nàng là ai? Ta nhớ là ta đang trên đường về cung điện để xin vua gia cưới vợ. Ta không nhớ người con gái đó là ai. Chính là thiếp đây nè, chàng hãy mang thiếp về cung điện cùng chàng. Thật thế à? Xin lỗi nàng vì ta đã quên mất, vậy chúng ta cùng đi. Vậy là cả cung điện náo nhiệt để chuẩn bị cho đám cưới của hoàng tử và con gái của mụ dì ghẻ. Khi vừa nghe tin, mụ dì ghẻ cũng ngay lập tức tới cung điện để chuẩn bị dự đám cưới của con gái với hoàng tử. Vậy là chàng đã quên ta thật rồi. Ta phải làm sao để chàng lại nhớ tới ta đây? Cô gái tốt bụng, cháu đừng lo. Hãy tới hoàng cung và xuất hiện trong lễ cưới của hoàng tử. Hôn lên má trái của chàng một lần nữa, chàng ta sẽ nhận ra cháu mà thôi. Nhưng cháu chỉ sợ chàng vẫn không nhận ra mình thì cháu sẽ bị nhà vua xử tội vì làm đảo lộn đám cưới của hoàng tử. Hãy dũng cảm lên cô gái. Hạnh phúc đôi khi không tự nhiên đến, phải đấu tranh và giành lấy cháu ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu sẽ giành lại được tình yêu của mình. Khoan đã, cháu định mặc như thế này sao? Nhưng cháu không có bộ quần áo nào đẹp hơn nữa hả? Để ta. Sao nó có thể tới đây được? Hãy ngăn nó lại mau lên. Ai cho ngươi vào đây? Hãy cút khỏi đây ngay. Cô có sao không? Tôi trông cô rất quen. Không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi. Trời ơi, ta nhớ ra rồi. Đây mới là vợ chưa cưới của ta. Nàng mới là cô dâu đích thực. Ngay khi nhớ ra mình bị lừa dối, hoàng tử đã ra lệnh bắt hai mẹ con mụ dì ghẻ nhốt vào ngục tối. Nhờ có tình yêu mãnh liệt và lòng quyết tâm, cô gái đã lấy lại được trí nhớ cho hoàng tử. Và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Người ăn thịt quỷ. Xưa kia, có một cậu bé kháu khỉnh, tính tình vui nhộn, tên là Sandino. Cha cậu mất sớm, hai mẹ con cậu rau cháo nuôi nhau, nhưng nhà cứ nghèo mãi. Sandino, con vào rừng kiếm củi,
tiện thể mang ít rau nhà mình cho các cô bác láng giềng giúp mẹ nha con. Dạ, con đi ngay đi ạ. À. À, con mang theo 3 cái bánh gạo đi ăn đường nữa, mẹ để trong bếp ấy. Dạ. Hàng xóm láng giềng ai ai cũng yêu mến Sandino. Cháu chào dì ạ. Chỉ có một bà dì sống trong một ngôi nhà cạnh bìa rừng là không ưa cậu. Bà ta luôn cho rằng vì cậu kiếm hết củi mà nhà bà ta không có củi dự trữ cho mùa đông. Sandino mãi nhặt củi cho đến khi mặt trời lặn dần xuống chân núi. Trời đã chạng vạng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo của cậu bé. Đói quá, mình phải ăn ngay cái 3 mới được. Khi Sandino nói đến ý định ăn 3 cái bánh gạo, cậu bé không hề biết trong hốc cây đa cạnh chỗ cậu ngồi có 3 chú quỷ nhỏ nhát gan đã nghe thấy. Ôi trời ơi, cậu ta định ăn cả 3 chúng ta đấy. Làm sao bây giờ? Hay mình ra thương lượng với cậu ta nha. 3 chú quỷ nhát gan cứ ngỡ là Sandino định ăn thịt mình nên run rẩy chui ra khỏi hốc cây, quỳ dưới chân cậu bé xin xỏ. Xin cậu đừng ăn thịt chúng tôi. Nếu cậu thích, chúng tôi xin biếu cậu chiếc bát gáo dừa. Nhưng mà nhà tôi có bát rồi. Đây không phải là bát thường mà là bát thần. Khi cậu nghĩ đến món ăn gì thì trong bát hiện ra món ăn ấy ngay cho cậu. Thế thì được, tôi đành nhận vậy. Cảm ơn các chú nha. Thế là thoát nạn rồi. Sandino, sao lại về không thế kia? Lại còn tha cái bát xấu xí ở đâu về nữa vậy? Dì ơi, đây không phải là bát thường, bát này có phép thần đấy ạ. À, những chú quỷ nhỏ trong rừng đã cho cháu. Bát thần hả? Nếu là bát thần thì mình phải lấy mới được. Ôi cháu yêu, trời gần tối rồi, giờ này hổ dữ hay đi lang thang lắm. Cháu để sáng mai hãy về. Cháu đi bây giờ dì không có yên tâm đâu. Đợi khi Sandino ngủ yên, bà dì giấu mất cái bát thần của cháu, thế vào đó một chiếc bát thường. Mẹ ơi, con về rồi ạ. Sao giờ con mới về, mẹ lo quá. Con ở lại nhà dì, sáng ra mới về mẹ ạ. Thế củi đâu con? Không có củi thì lấy gì mẹ nấu cơm? Từ giờ mẹ sẽ không phải lo chuyện cơm nước nữa. Có chiếc bát thần này rồi, mẹ thích ăn gì sẽ có món ăn ấy ngay thôi. Thật hả? Thế thì mẹ muốn có cái bánh bột gạo. Mẹ cứ mở nắp bát ra là có bánh gạo ngay. Chẳng có gì hết. Con trai vui tính của mẹ à. Thôi, giờ vào rừng kiếm củi đi con. Không là hai mẹ con phải ăn đồ sống đấy. Có lẽ nào mấy chú quỷ nhỏ trêu chọc mình. Mà thôi, cũng chẳng sao cả. Mình quên mang củi về mà mẹ không mắng là may lắm rồi. Lại gặp món ăn rồi. Đem ráng cả 3 là một bữa thì ngon lành lắm đây. Cậu bé lại muốn đem chúng ta ráng ăn. Sandino đang nói về bữa ăn 3 chú thỏ thì 3 chú quỷ trong hốc đa lại tưởng Sandino định ăn thịt mình. Chúng chui ra khỏi hốc cây đa, văng lại cậu bé đừng giết chúng. Chúng cho cậu chiếc roi thần, chỉ cần vung roi lên, một đàn trâu sẽ hiện ra. Sandino vui mừng được tặng vật mới, quên cả bó củi vừa kiếm được. Cậu bé cầm chiếc roi tung tăng ra về. Sandino, cháu không chăn trâu mà lại mang theo roi làm cái gì đấy? Cháu sắp có cả đàn trâu đấy gì ạ? À? Chỉ cần vung roi lên là có trâu ngay. Chắc hẳn là roi thần rồi, mình phải lấy luôn mới được. Cháu yêu quý, gần nhà dì ở hay có gấu dữ đi qua đi lại lắm, nên dì không yên tâm để cháu về. Cháu ngủ lại đây sáng mai hãy về nha. Tối đó, nhân lúc Sandino ngủ say, bà dì đánh cắp chiếc roi thần và thay bằng chiếc roi thường. Hả? Sandino, con lại về nhà Tây không à? Sao con lại lười biếng thế? Mẹ buồn lắm đấy con. Hãy vui lên mẹ à. Bây giờ con vung roi lên, nhà ta sẽ có cả đàn trâu béo. Con đừng có trêu mẹ nữa, chẳng vui chút nào đâu. Đi lấy củi mau lên, nhà ta đã mấy ngày nay không có củi rồi đấy. Sandino lại vào rừng kiếm củi. Trên đường về, cậu lại ngồi nghỉ dưới gốc cây đa. Trời nắng, cậu rất mệt và khát nước. Chỉ có 3 thôi à, chẳng biết nên thế nào thì hơn, ăn cả một lúc hay ăn dần. Trời ơi, cậu bé lại đến đây. Cần định ăn cả 3 chúng ta một lần nữa.
Thôi thôi, nốt lần này, cậu cầm lấy dây thừng này và đừng ăn thịt chúng tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cần dây thừng của các chú làm gì? Tôi có dây bó củi rồi. Đây là dây thần, dây này không làm hại cậu đâu mà chỉ hại kẻ nào đụng đến nó mà thôi. Thôi thôi, các chú lại trêu chọc tôi nữa chứ gì. Bát thần, trôi thần của các chú có làm ra được cơm cháo trâu bò gì đâu. Chúng tôi không trêu chọc ai bao giờ. Có thể ai đó đã lấy cắp bát thần và trôi thần của cậu đấy. Lần này cậu hãy cất dây thần cho cẩn thận nha. Nghe lời ba chú quỷ, Sandino cất kỹ dây thần vào túi áo. Ơ kìa Sandino, cháu yêu của dì ơi, dì không yên tâm để cháu về nhà bây giờ đâu. Sói dữ sắp đi qua đây đó, cháu ở lại đến mai hãy về. Không biết lần này thằng bé được tặng cái gì mà không thấy khoe với mình. Mình phải tìm xem mới được. Một chiếc dây thần, không biết nó có phép thần gì đây nữa. Ôi trời, cái gì vậy? Cái dây quái quỷ gì thế này? Thả tao ra, thả ra, thả ra coi. Dì à, có phải dì đang cắp bát thần và rơi thần của cháu không? Cháu yêu quý của dì, hãy cởi trói cho dì mau đi cháu ơi. Nếu dì không trả bát thần và rơi thần cho cháu thì cháu mặc cho dì bị trói luôn. Cháu ơi, thôi được rồi mà. Dì trả hết cho cháu ngay bây giờ. Con đem củi về rồi đấy à? Củi thì có rồi, nhưng thùng gạo lại sắp cạn. Mẹ đang lo lắm đây. Mẹ yên tâm, gạo đây mẹ ạ. Ôi gạo thật này, hay quá con ơi. Mẹ đợi chút đã, chưa hết đâu. Ôi, nhà mình có trâu thật rồi. Có nằm mơ mẹ cũng không nghĩ là nhà mình lại có trâu nữa. Thế là hai mẹ con Sandino giờ đã có cuộc sống no đủ. Hàng xóm láng giềng được cậy nhờ rất nhiều ở lòng tốt của cậu. Còn về phần ba chú quỷ nhỏ nhát gan, chúng sống yên ổn tận sâu trong rừng và sẽ không bao giờ lo sợ bị cậu ăn thịt thêm một lần nào nữa. Chặt phá rừng. Sâu thẳm trong khu rừng có một anh chàng cây thông nhỏ xinh. Cậu ta mọc lên ở đó xinh xắn và tự tại. Mỗi khi mặt trời tỏa nắng và gió hiu hiu thổi, những tán lá của cậu lại lao xao. Những cái cây khác xung quanh cậu thì cao to, khỏe mạnh. Cây thông không ưa việc mọi người phải nhìn xuống dưới mới thấy mình như vậy. Chào buổi sáng cậu bé. Trên trời hôm nay đẹp chưa kìa. Tới đây nào lũ chim đáng yêu ơi. Đúng vậy đấy cậu bé à, một bầu trời trong vắt. Ta còn trông thấy một vài người đang đi đến chỗ chúng ta. Có thể là họ đang đi dạo, hoặc đang có một buổi sáng dã ngoại chăng? Tôi chỉ thấy buổi sáng nay thật là buồn tẻ. Lũ chim không vờn quanh tôi. Tôi quả là bé nhỏ. Thậm chí tôi chẳng trông thấy ai đang tới chỗ tôi nữa. Ước gì tôi cao hơn, tôi có thể thấy những ngôi nhà và thế giới ngoài kia. Này, cậu rồi sẽ lớn thôi. Thời gian đâu có dừng lại với ai. Nó sẽ chẳng dừng lại, ngay cả khi cậu muốn nó dừng đâu. Thế nên, cậu hãy tận hưởng hiện tại, tận hưởng những gì đang có đi. Cậu sẽ chẳng bao giờ bé lại được nữa đâu. Ai cũng chỉ được một lần bé nhỏ mà thôi. Ôi, ví như chúng tôi bây giờ muốn quay lại một ngày bé nhỏ cũng đâu có được. Tôi nhớ cái ngày xưa ấy quá. Thuở mà rừng già còn rậm rạp vô cùng. Đúng là những ngày xưa cũ tươi đẹp. Ồ, một ngày tươi đẹp. Hãy coi cái cây thông nhỏ đáng yêu đó kìa. Cái dấu này là sao chứ? Có khi nào ai đó muốn đánh dấu cái cây này chăng? Em không ngạc nhiên đâu. Cậu ấy nhỏ nhắn và đáng yêu thế cơ mà. Cậu ấy chính là em bé của khu rừng này đó. Có lẽ ai đó muốn đánh dấu để được đến đây chơi với cậu ấy. Thấy chưa, họ gọi tôi là em bé làm trò cười kìa. Đâu có sao đâu, họ quý mến cậu mà. Ôi trời ơi, con thỏ ngốc nghếch, thấy chưa, cũng không sao hả. Nó thậm chí chẳng để ý tôi ở đây này. Nó cứ tự do nhảy cả lên đầu tôi.
Nếu cậu ta không thấy cậu thì làm sao cậu ta có thể nhảy lên một cách chắc chắn như vậy được chứ? Chỉ vì tôi nhỏ bé mà các cậu ấy lấy tôi ra làm trò cười thôi. Nghe này, hãy hạnh phúc với những gì cậu có đi. Hạnh phúc với hiện tại, nàng phá rừng đã cướp đi của chúng ta rất nhiều rồi. Nên giờ hạnh phúc được ngày nào thì hãy trọn vẹn với ngày đó nha cậu bé. Nàng gì cơ? Nạn phá rừng, con người sẽ chặt chúng ta đi và làm những gì họ muốn. Những khu đất này sẽ thành khu đất trống. Có thể là họ sẽ xây dựng một trang trại hoặc nhiều thứ khác. Họ sẽ mang chúng ta đi, nhưng là đi đâu cơ chứ? Đi đến những nơi đầy tẻ nhạt, đầy sợ hãi và buồn chán. Ở nơi ấy, chúng ta sẽ bị đối xử vô cùng tàn tệ, không còn được tự do đứng giữa mây trời như thế này nữa đâu. Nghĩ đến thôi là tôi đã thấy sợ hãi rồi. Những cây cao lớn như chúng tôi sẽ phải gánh chịu điều đó trước cậu đấy. Ôi, chuyện gì vậy? Có ai đó nói cho tôi biết mình thấy gì không? Ôi, đau quá. Cái ngày định mệnh ấy đã đến rồi. Tôi không nghĩ là cái ngày định mệnh ấy lại đến sớm như thế này. Ôi, họ kéo mọi người đi đâu vậy? Đến lúc của chúng tôi rồi. Tạm biệt cậu. Trời ơi, vậy là chỉ còn lại một mình ở nơi này. Nhớ nha, hạnh phúc với những gì cậu có. Mặt trời vẫn lên, làn gió vẫn thổi, nhưng chưa bao giờ cậu bé Thông lại cảm thấy mình buồn và cô độc đến như thế. Tại sao con người không mang mình đi cùng họ chứ? Tất cả chẳng phải là vì mình quá bé nhỏ hay sao? Giờ mình phải làm thế nào khi chỉ có một thân một mình ở đây? Họ đã ghét bỏ mình. Mình là cây thông tội nghiệp. Này các cậu, các cậu có biết là người ta mang những người anh em của tôi đi đâu không? Ôi, điều đó mà cậu cũng không biết sao? Họ được mang đi để thành những con thuyền lênh đênh trên đại dương bao la. Rồi họ còn được trở thành những cánh cửa, những bộ bàn ghế sang trọng, được nâng niu và đến những nơi vô cùng nhộn nhịp đấy. Thì ra là vậy. Họ đã nói dối mình. Mình đã đoán ngay là họ không muốn mình tranh giành với họ mà. Họ đi tận hưởng, còn mình mãi chết dí ở nơi quạnh quẻ mà thôi. Đúng vậy đó. Giờ là họ ở nơi sôi động náo nhiệt rồi, không âm u như rừng này đâu. Thôi được rồi, cậu đừng có chọc tức tôi nữa. Cậu đi đi, đi luôn đi. Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại họ, những kẻ ích kỷ. Thì tôi đi. Tại sao mà cậu lại phải nổi giận vô cớ với tôi chứ? Cậu có giỏi thì lớn lên như họ đi. Đúng rồi, chỉ có lớn thật nhanh mới có thể đi đến những vùng đất mới tươi đẹp hơn như họ. Mẹ đất ơi, hãy cho con thêm thức ăn, nước uống. Con sẽ cố lớn nhanh từng ngày. Thật là hạnh phúc khi mình có thể trông thấy cảnh vật từ xa. Mình đã cao lớn hơn trước rất nhiều, để không còn ai trêu chọc được nữa. À, con người kia, chắc chắn họ sẽ mang mình đi. Mình sẽ có một tương lai tươi sáng. Đau hơn mình tưởng. Nhưng mà không sao, mình thà chịu đau một chút còn hơn ở lại nơi này. Trời ơi, là mình đây sao? Mình thật đẹp và lộng lẫy. Nơi này vui nhộn và ấm áp biết bao nhiêu. Vậy là cuối cùng mọi chuyện đã rõ ràng. Bác Thông và chị Thông chỉ là những kẻ nói dối và đầy lòng tham. Họ không muốn chia sẻ với mình. Năm nay cây thông nhà mình đẹp quá bố mẹ ạ. Còn thấy nó là cái cây đẹp nhất so với mọi năm đấy ạ. Phải rồi con,
Bà đã phải kiếm nó một hồi rất lâu đó. Các bạn của tôi ở nơi xa xôi ơi, các bạn có nghe thấy không? Họ đã phải đi kiếm tôi rất lâu đó. Tôi thật là đặc biệt nè. Bên cạnh cậu Thông Non, cả gia đình nhà bạn nhỏ nọ đã có một buổi Giáng sinh vui vẻ, ấm áp. Cậu bé Thông lại càng cảm thấy mình thật đặc biệt và càng cảm thấy may mắn vì đã thoát ra khỏi khu rừng. Cha cha, hôm nay sẽ lại là một ngày nhộn nhịp nữa đây. Sẽ là những bài hát mới, những điệu nhảy mới, và mình sẽ thật là vui tươi. Nhưng sao chẳng có ai ở đây nữa thế này? Có lẽ nào mọi người đã lãng quên mình nhanh thế? Không, không thể nào như vậy. Mình là cây thông đẹp nhất cơ mà. Bà ấy tới kìa, mình biết ngay mà. Kiểu gì cũng sẽ lại là một ngày tuyệt vời cho mà xem. Ôi, lo tôi đi đâu vậy chứ? Đau quá. Tại sao lại kéo tôi tàn tệ như vậy? Ôi, đau quá. Là nơi này ư? Không, sao lại để mình vào nơi tối om như thế này cơ chứ? À, mình hiểu rồi. Trời đang mưa tuyết và đất còn cứng lắm. Họ sẽ trồng lại mình khi tuyết tan. Họ cẩn thận nên mới để mình vào đây. Ôi, cái gì đó? Tránh ra đi, bọn chuột xấu xa này. Anh em xem này, có một cậu bé thông nhát gan đang ở đây. Chúng ta dọa cho nó một trận đi. Tết quá à. Biến đi, lũ chuột bẩn thỉu này, biến đi. Bác Thông ơi, chị Thông ơi, Trần Gia ơi. Một tháng sau. Sao bây giờ mình lại thấy nhớ khu rừng đến như vậy chứ? Mình nhớ ánh nắng mặt trời, nhớ ngọn gió và nhớ cả các bạn chim. Mình không nghĩ có một ngày lại nhớ nhiều đến như vậy. Ôi, lại nữa rồi. Mình lại phải đi đâu đây? Nắng, gió, mặt trời. Đã bao lâu rồi ta chưa được nhìn thấy. Thật là tuyệt vời. Ta chẳng cần mong gì hơn được nhìn thấy những điều quen thuộc này cả. Chưa bao giờ mình thấy hạnh phúc như thế này. Thật quả là đơn giản, nhưng thật là đáng trân trọng. Nóng quá, đau quá. Tại sao con người lại nhẫn tâm sát vụn ta? Tại sao con người có thể thiêu đốt ta như thế này cơ chứ? Đốt nào, ấm áp quá à. Đốt tới mảnh gỗ cuối cùng đi mẹ ơi. Thật là buồn, vì mình đã không trân trọng những điều trước đây mình đã có. Nhưng thôi thì, trước khi mình kết thúc cuộc đời, cũng đã được ngắm thiên nhiên. Đó là một sự may mắn đối với mình rồi. Ân hận giờ cũng đã muộn rồi. Không, đợi nào. Đừng lãng phí phần gỗ như vậy. Chúng ta có thể sử dụng nó vào mục đích khác mà. Ôi, thật là trùng hợp. Đây chính là cái cây mà ta đã trồng. Cây của ông đã trồng sao ạ? Các con có thấy vết ngang trên thân cây này không? Chính là ta đã đánh dấu. Ta đã trồng nó trong khu rừng từ khi còn là một chàng trai trẻ tuổi đấy. Những cây cây cứ dần dần biến mất. Ta rất lo sợ một ngày cây cối bị chặt hết đi, chúng ta sẽ chẳng còn lại bầu không khí trong lành nữa đâu. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào à ông? Chúng ta hãy làm như chính ông đã làm trước đây. Hãy trồng thật nhiều những cái cây các cháu ạ. À, nhớ về những ngày ta trồng cây, những ngày đã xưa cũ. Ta thấy mình đã sống thật ý nghĩa. Hãy vào rừng và trồng thêm cây, trả lại xanh tươi cho rừng già. Ta luôn phải trân quý những gì mà ta có, các con nha. Dạ vâng ạ.
ý tưởng thật tuyệt thưa bố. Giờ thì bố bảo con nên làm gì với phần thân cây này đây ạ? À? Ta sẽ làm một cánh cửa thật đẹp. Trời ơi, cuộc sống bây giờ của mình thật là hạnh phúc. Mình đã thành một cánh cửa mà mình hài lòng với những gì mà mình đang có. Kể từ đó trở đi, cậu bé Thông luôn hài lòng với cuộc sống của mình. Cậu yêu hiện tại, tận hưởng những cuộc sống xung quanh và cậu luôn thấy mình thật hạnh phúc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!